quá trình đi dỡ cái lồng bắt quái bắt cá, vô tình nhặt được bí kíp hay là thanh kiếm gãy còn chưa biết. Mới ăn kem xong hò quá. Đi nhanh nhanh đi, có khả năng là cá rất nhiều. Dỡ cái lồng bắt quái nha các bạn. Phượt solo miền Tây hôm nay là cho các bạn xem cái lồng bắt quái. Hồi nãy quên lấy cỏ che lại, phải lấy cỏ che lại là chắc dễ dính cá hơn. Cái lồng bắt quái này mình đặt, cái lồng bắt quái này mình đặt trên mạng nè. Đó, mình đặt trên mạng, thấy trên mạng nó to lắm, mà cuối cùng nó nhỏ xíu. Không dính con nào trên trời, chắc phải nước cạn quá thì ta. Con phải bỏ mồi. Thôi tắt đi, có mồi mà. Thật ra đâu cần mồi đâu. Mồi nó vụ cá vậy được. Bỏ tay.